người tuổi trẻ mang trong mình dòng máu Việt Nam, dù ở nơi đâu trên khắp năm châu, tròn một vòng tay ta nối quanh địa cầu. Anh em ơi, máu xương là của mẹ, tâm hồn này là của quê hương. Mẹ Việt Nam thôi thúc đàn con kịp vun trồng mầm sống quê hương. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quân phương trời trên tiếng tung hô. Đi ba Việt Nam, long ly Việt Nam, đi về đất Việt Nam. Việt Nam hôm nay toàn dân bắt tay xây nhịp cầu nối quá khứ tương lai. Tiền nhân năm xưa đánh quân xâm lăng, hậu nhân ngày nay trong quân vô thần. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm truyền ngọn lửa thiêng muôn đời từ thời Lạc Long vua hùng truyền cùng thế giới. Dòng người Việt Nam nối nhau nhập vào đoàn quân quang trung, vì mẹ Việt Nam có toàn con cháu triều trinh. Quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 10 tây tháng 6 năm 2023 và nhóm phóng viên Việt TV Network chúng tôi hiện đang có mặt tại thành phố New York để tham dự cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 38. Xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi lại sau đây. Theo thông lệ hàng năm, cuộc diễn hành văn hóa quốc tế do cơ quan di dân quốc tế tổ chức tại thành phố New York cho đến nay đã bước sang năm thứ 38. Mục tiêu của cuộc diễn hành này đặc biệt dành cho những cộng đồng di dân trình diễn văn hóa bản xứ của họ qua âm nhạc, trang phục, các vũ điệu hoặc xe hoa, vân vân. Riêng về đoàn diễn hành của cộng đồng Việt Nam, thì cộng đồng người Việt quốc gia tại New York vẫn là tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm, điều hợp và liên kết để nhiều hội đoàn, đoàn thể cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi và Canada tụ họp về thành phố New York, nơi được mệnh danh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, thời gian của thế giới, để tưng bừng tham gia cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 38 trên đại lộ Sixth Avenue vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023 với chủ đề Hai Bà Trưng Phất Cờ Khởi Nghĩa. Đặc biệt là sự có mặt và dấn thân của giới trẻ, từ các thành viên trong ban tổ chức cho đến các tham dự viên. Nhưng cảm động hơn hết vẫn là sự đồng hành của các thế hệ đi trước, cho dù tuổi cao sức yếu vẫn nêu cao tinh thần ý thức dân tộc cho đàn hậu thế noi theo. Tá Hà xin kính chào tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình diễn hành văn hóa lần quốc tế thứ 38. Tuy nhiên đây là lần thứ 23 của cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta tham dự, và hiện thì chúng tôi cùng với ban tổ chức đang đứng ở ngay góc đường số 6 và 45 để chuẩn bị cho cuộc diễn hành sẽ được bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa thưa quý vị. Năm nay thì chúng tôi nhận thấy cũng giống như mọi năm có sự tham dự rất là đông đảo của đồng hương đến từ khắp nơi. Thưa quý vị, Thái Hà xin được thông qua những phái đoàn tham dự. Thái Hà nhận thấy có Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại, có Hội Tổng hội Cựu tù nhân chính trị, có Hội đồng Đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, Minnesota, tiểu bang Pennsylvania, Philadelphia, Nam New Jersey, Cộng đồng Người Việt Mỹ tự do Pennsylvania, Cộng đồng Người Việt tự do New Jersey, tức là một tiểu bang có khi mình có 22 cộng đồng, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Jacksonville, Central Virginia, Richmond, Virginia, Montreal, trưởng ban xây dựng đền Hùng. Thưa quý vị, chúng tôi có Voice Canada lần đầu tiên tham dự, Hội Cựu tù nhân chính trị Philadelphia, Hội Nhà Việt Nam Tampa Bay, Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, Hội Cao niên New Jersey, Đoàn văn nghệ hướng Việt dân tộc đến từ Seattle, Hội trưởng Hội Phụ nữ Cờ vàng vùng New England. Năm nay đặc biệt chúng tôi ban tổ chức có mời được diễn giả của chương trình là một hậu duệ của Hai Bà Trưng, con cháu Hai Bà rất là xứng đáng để truyền cảm hứng cho giới trẻ. Thưa quý vị, đó là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Và chúng tôi cũng có sự tham dự của những giới trẻ đóng trong vai Hai Bà Trưng là Hoa hậu
Mê Linh, Á hậu Duyên Dáng, Bảo Châu bên New Jersey, Hoa hậu Teen Asian America, dạ Mai Vĩnh, và cháu Nguyễn Thanh Phú là trưởng đam của luật sư Nguyễn Thanh Phong là trưởng ban tổ chức, và rất là đông đảo các nghệ sĩ đến từ California. Ngoài ra thì các truyền thông báo chí thì Việt TV ở bên Texas như là một cái sự đồng hành từ nhiều năm qua rất là tin tưởng. Thì chúng tôi cũng có được SBTN DC, có đài truyền hình Washington DC, đài truyền hình Hoa Biển, SBTN Philadelphia, có Sean Lee YouTube, đài VNA 57.3, đài Set California và các hệ thống truyền hình truyền thanh tại Hoa Thịnh Đốn và các tiểu bang Hoa Kỳ. Đó là một cái sự khích lệ rất là lớn cho ban tổ chức, được cái sự tham dự góp mặt đông đảo của cộng đồng hải ngoại ở khắp nơi. Mặc dù năm nay mình biết là vật giá leo thang, cái gì cũng đắt rất là nhiều, vé máy bay sang đặc biệt là khách sạn, nhưng vấn đề đưa đón cũng là một cái trở ngại, thiếu người. Nhưng mà tuy nhiên trong những cái sự hạn hẹp đó, thay mặt ban tổ chức, Thế Hà xin vô cùng tri ân và cảm ơn tất cả quý vị đồng hương ở khắp nơi, đặc biệt là các quý vị bảo trợ đã giúp cho chúng tôi có điều kiện để thực hiện một cái cuộc diễn hành văn hóa sau những cái mất mát về Covid và sự ra đi của Nguyễn Văn Tánh là linh hồn của diễn hành văn hóa. Và năm nay thì chúng tôi cũng rất tiếc là không có cái người điều hợp chương trình sát cánh nhiều năm qua là cô Tara Thu. Nhưng mà tuy nhiên trong những cái sự gọi là điều kiện hạn hẹp về nhân sự, về tài chính, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm sao chúng ta có nhiều lần diễn hành nữa, không phải là lần thứ 23 năm nay, 24 và đặc biệt là lần thứ 25, tức là kỷ niệm 50 năm mất nước, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà Thế Hà muốn xin tường trình đến quý vị ngay trong cái phần mở đầu của buổi diễn hành văn hóa quốc tế ngày hôm nay. Thưa chào luật sư Huy. Luật sư Huy là cái người mà phụ trách về vấn đề mà đưa đón tất cả các phái đoàn, thì luật sư Huy có thể chia sẻ với lại quý khán thính giả của Việt TV một chút xíu về cái công việc khó nhọc này hay không ạ? Cái diễn hành này thì phải có những cái tham dự rất là nhiều người từ nhiều tiểu bang khác, họ ráng cố gắng có tinh thần đến đây, thì ban tổ chức ráng cố gắng rước họ từ phi cơ về hotel, về khách sạn. Cái ban tổ chức phải kêu gọi những người anh em cũng có trong ban tổ chức đi đón rước quan khách về khách sạn, và có vài người không phải là người Việt nữa giúp đỡ mình, họ hăng say giúp đỡ mình, thì cái lòng đó rất là đẹp. Nhưng mà Huy muốn nhấn mạnh đây là những người Việt từ những tiểu bang khác bỏ ra rất là nhiều tiền công lao về mướn khách sạn, bay phi cơ, đó là một cái sự rất là quý để đến đây để nâng lên cái dân tộc của mình. Cái công lao của Huy nó không nói, nếu mà so sánh những người khác đến từ cái tiểu bang khác, nó không có một phần nào, nó không một phần nhỏ nhoi thôi. Nếu mà so sánh những người đã hy sinh thời gian và tiền bạc để đến đây, thì Huy và cộng đồng New York cảm ơn những người tham dự ở từ tiểu bang khác và Canada luôn. Xin cảm ơn chị rất nhiều, xin cảm ơn. Năm nay tựa đề của chúng ta là Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa, là tựa đề chánh, và tựa đề thứ hai là Duyên Dáng Áo Dài Của Việt Nam. Hồi xưa Hai Bà Trưng đã khởi nghĩa để đánh giặc tan giặc Tàu trở về nước, thì đây chúng ta hy vọng là những người con Việt Nam chúng ta có thể đứng dậy, đã chú ý để mình không có thể, mình không bị giống như hồi xưa mà giặc Tàu nó lại xâm lăng nước của chúng ta. Đây thì quý vị cũng biết là cái diễn hành văn hóa này là cũng đã hơn 20 năm chúng ta diễn hành ở thành phố New York, thành phố đông đảo nhất và thành phố gọi là thương mại của quốc tế, thì ai cũng nhìn vô cái cuộc diễn hành này hết. Chúng ta có cái dịp dương cờ vàng ba sao đỏ trên cờ chiến nghĩa, chúng ta được tung bay cả hơn ngàn lá cờ trên thành phố New York ở đây, thì cái này rất là hạnh diện cho người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ở hải ngoại. Quý vị cũng thấy là xe hoa rất là đẹp, trang trí rất đẹp, đồng hương chúng ta ai cũng mặc áo dài. Đây thì tôi cũng mặc áo dài cổ truyền của ông cha, để sao để mình vẫn cho mấy em biết là cái văn hóa của chúng ta mình phải bảo tồn, để cho mấy em học hỏi thêm cái văn hóa của Việt Nam rất là phong phú hơn 4.000 năm rồi. Hai nữa là cái cờ chính nghĩa của chúng ta thì chúng ta phải bảo cho con em biết là đây là chúng ta Việt Nam, người Việt Nam Cộng Hòa.
chúng ta không chấp nhận chính quyền của Cộng sản. Chúng ta phải bỏ nước ra đi mà ôm theo cái lá cờ thiêng của chúng ta. Lá cờ này là lá cờ đã đại diện cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Thấy đồng hương từ khắp bao nhiêu tiểu bang trở về, với lại lâu lâu có đồng hương từ Úc, từ Châu, từ Paris qua này nọ, thì chúng tôi ở đây mệt nhưng mà rất là phấn khởi để chúng ta có được cuộc diễn hành phong phú như vậy, đẹp, và lúc nào đi cũng khán thính giả trên hai đường vẫn là chào happy để gặp phái đoàn của người Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Trước khi đoàn diễn hành xuất phát, một nghi thức khai mạc với phần chào cờ Mỹ Việt. Đoàn người đã bồi hồi tưởng niệm đến chiến sĩ Nguyễn Văn Tánh, một thành viên nòng cốt từ những ngày đầu trong ban tổ chức, để cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có mặt trong lễ hội văn hóa này trong suốt hơn 20 năm qua. Mở đầu là lời cảm tạ của luật sư Nguyễn Thanh Phong, đại diện cho ban tổ chức. Chúng tôi, quý vị cũng thấy là cũng như một nhóm trẻ đây, đã đi, bây giờ đang theo bước những chuyển thuật, để tiếp tục cuộc diễn hành hóa, cũng giống như là chú Nam Đọc đã nói, nối tiếp bước đường của chú Nguyễn Văn Tánh đã ba mấy chục năm nay, thì chúng ta ban tổ chức đây rất là chịu khó để làm cho cái diễn hành văn hóa này nó thành công. Và tiếp theo là phần phát biểu của các đại diện các hội đoàn, đoàn thể, truyền thông báo chí cùng những cảm tưởng của các thanh thiếu niên trẻ có mặt trong đoàn diễn hành. Sau 2 năm đại dịch, năm rồi cũng được rất là đông đảo đồng hương đi về tham dự, và năm nay cũng rất là đông đảo đồng hương đi về tham dự. Đó là cái niềm rất là khích lệ và phấn khởi cho ban tổ chức, nhất là ban tổ chức của ban chấp hành, tân ban chấp hành mới của anh em New York trẻ trung này đã tiếp nối được cái công việc của tiền nhân hay là của tất cả những người bậc tiền bối đi trước. I am really happy and honored to be here today. Thank you every one of you to welcome us, and we would like to keep on being here to promote and preserve our culture, our cultures of freedom, democracy and human rights. And we hope that one day we will see that in Vietnam. Chúng ta không những là ngọn cờ vàng chúng ta tung bay trên đây, nhưng mà chúng ta sẽ nói với tất cả con cháu chúng ta là Việt Nam Cộng hòa sẽ mãi mãi và mãi mãi trường tồn. Chúng tôi rất hân hạnh được có mặt tại đây, và chúng tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của chúng tôi. Và nhìn các chú bác lớn tuổi về đây, chúng tôi rất là cảm động, và cũng xin cảm ơn ban tổ chức cũng như các chú bác cũng như hương hồn của chú Tánh hôm nay tại đây. Có những người cha ông đã hy sinh, đã nằm xuống, thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không giữ gìn văn hóa để con cháu chúng ta ngàn đời nhớ đến lá cờ vàng ba sọc đỏ và công ơn của những tiền nhân đã nằm xuống để cho chúng ta có được tự do như hôm nay. Là những phụ nữ trẻ sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, chúng em không quên mình là người Việt Nam. Chúng em hiểu rằng rất nhiều thế hệ cha ông đã hy sinh cho hai chữ Việt Nam, cho hai chữ tự do, và cho chúng em có được ngày hôm nay. May mắn được sống ở nơi gọi là the land of opportunities. Chúng em luôn cố gắng rèn luyện bản thân, sẵn sàng phục vụ xã hội để trở thành những công dân hữu ích, chăm học, chăm làm, yêu người, yêu đời và cầu tiến. Nói gương Hai Bà Trưng, chúng em phải biết định hướng cho tương lai, đặt mục tiêu cho cuộc sống và gắng sức vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả tốt đẹp. Ngoài ra,
chúng em sẽ cố gắng kêu gọi các bạn trẻ chịu khó nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt và tham gia các sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Có thế, chúng em mới xứng đáng là con cháu hai bà. As I'm feeling great today, as I'm here, I believe that it is a honor to be here and an absolute privilege to be the flag bearer. And as I stand here with everyone today, I've realized that as a nation, our efforts aren't in vain, whether it is the defenders of the past who fought to protect our nation, the leaders of today who rally our people, and the pioneers of tomorrow who fight to preserve our culture. As I see it, we're not a nation that's given up. We're still fighting today to take our nation back and to free Vietnam from its tyranny. And as far as I'm concerned, we're nowhere near done. Kính chào quý vị. I am Vin Mai Vinh, Miss North American People's Choice. It is my honor to be among the Vietnamese community to participate in this diverse international parade where the value of each culture is displayed. As a young woman with Vietnamese heritage, I have noticed that no matter how the world has changed, our women today are still strong, courageous, playing an important role to family and society. We live in an era where women understanding their rights has made them able to walk at par with men. The transition is evident. More women are going out to work and becoming the best they can be, like CEOs. With the rise of technology, hope opportunities has enabled women to continue to rise. Though no matter how empowered women can be today, we always hold an important role with our ancestors have created, which is being the person who creates love and happiness in the home. Thank you. Đại diện cho thị trưởng New York, Commissioner Castro cũng đã có mặt phát biểu và trao tặng bằng tuyên bố cho cộng đồng. Whereas I applaud the VACP team and everyone participating in today's festivities for their efforts to unite Vietnamese in New York in fellowship and share their rich heritage with spectators from all backgrounds, I look forward to the many ways our dynamic Vietnamese American community will further invigorate New York City as we take bold steps to get stuff done and forge a brighter, fairer, and more prosperous tomorrow for all. So I am very proud to now present this proclamation to the Vietnamese American Community Association. Vietnamese Americans, welcome. Welcome to the 38th annual Immigrants Parade. You know, we're so, so happy that you are here and that you are making this day a yearly event. We want to welcome all the leaders that come from different parts of the country to our New York City. Được biết, đây là lần đầu tiên khoa học gia Dương Nguyệt Ánh tham gia cuộc diễn hành văn hóa quốc tế với cộng đồng. Và bà đã có một bài diễn văn ngắn, nêu cao tinh thần quật cường chống ngoại xâm của hai bà Trưng và kêu gọi mọi người hãy tiếp tục giữ vững tinh thần hào hùng ấy để cứu dân tộc đang trong hiểm họa xâm lấn của Bắc Phương vì sự nhu nhược và tiếp tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cuộc diễn hành này rất đặc biệt, khác với những cuộc diễn hành mà cộng đồng chúng ta thường tham dự ở khắp nơi hoặc trên Hoa Kỳ cho nhiều mục đích khác nhau. Thì một cuộc diễn hành này ngoài cái chuyện là nó có sự tham dự của rất nhiều các quốc gia khác trong thế giới như quý vị thấy, nhưng mà nó lại được tổ chức ở đây, ở New York, là nơi đặt trụ sở của Liên Hiệp Quốc, tức là nơi mà lúc nào cũng có hàng trăm con mắt quốc tế thường trực. Thành ra cái sự việc mà lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta thay vì cờ đỏ sao vàng của Việt Nam Cộng sản được tự do tung bay ở trong thành phố New York hôm nay là một nhắc nhở đối với thế giới về cái căn cước tự do của chúng ta, của những người Việt Nam tự do không cộng sản, của những người có lập trường quốc gia, dân tộc kiên quyết và cái sự hiện hữu và lớn mạnh của cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Chúng ta chọn chủ đề Hai Bà Trưng vì hai bà là hai nữ anh thư được yêu mến và sùng bái nhất trong lịch sử suốt gần 5.000 năm lập quốc của Việt Nam. Vì theo sự hiểu biết thô thiển của chúng tôi,
thì hai bà, nếu không phải là hai phụ nữ duy nhất, thì chắc chắn là hai phụ nữ hiếm hoi trong lịch sử thế giới đã tự tạo lấy nghiệp bằng quá trình cứu nước và dựng nước. Trong thế giới, lịch sử cũng không thiếu gì những nữ anh thư can đảm đứng lên giành độc lập cho quốc gia dân tộc của họ. Nhưng họ đã không thành công như Trương Vương. Chỉ có Nhị Trưng của chúng ta là đã lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa chống xâm lăng, đánh đuổi Tàu ra khỏi quê hương của mình, cởi sức nô lệ cho toàn dân trước khi hai bà xưng vương và tạo nên đế nghiệp. Chỉ một điều đó đủ cho tất cả chị em phụ nữ Việt Nam hãnh diện đến muôn đời. Huống gì là nhờ cái gương quật cường đó, cái lòng can đảm, tinh thần phấn đấu đó, mà cả 1.000 năm sau khi chúng ta đã bị rơi vào Bắc thuộc cả gần 1.000 năm dài rồi, mà người Việt nhất định không chịu đồng hóa, không bị trở thành người Tàu, và giúp cụ chúng ta đã quật lại được và giành lại được độc lập. Đó là nhờ cái tinh thần Trương Vương đã sống vững trong lòng tất cả chúng ta. Hôm nay tôi xin được nhân dịp này nhắn nhủ với những người trẻ, nhất là những người trẻ trong nước, và tôi tin rằng cũng sẽ xem cái video quay của diễn hành hôm nay và buổi tiệc tối hôm nay. Chúng ta không thể nào tiếp tục để cho chính quyền Cộng sản cứ nay nhượng đất, mai nhượng biển, ngày kia bán rẻ tài nguyên của Việt Nam cho Trung Cộng. Nhất là không kể đến những cái gọi là vùng đặc khu kinh tế của Tàu ở bên trong nước Việt Nam, những nơi mà chúng ngang nhiên trương cái bảng là cấm người Việt lai vãng. Việt Nam đang bị Bắc xâm dưới một hình thức mới. Mà lần này, cái cuộc Bắc xâm này nó nguy hiểm và tệ hại hơn những lần Bắc xâm khác, vì nó được chính sự tiếp tay của chính quyền Cộng sản, sự tự nguyện của chính quyền Cộng sản. Là con cháu của bà Trưng, của bà Triệu, của Ngô Quyền, của Lý Thượng Kiệt, của Trần Hưng Đạo, của Quang Trung, của Lê Lợi, chúng ta nhất định không tự nguyện hán hóa. Chúng ta nhất định phải tìm đủ mọi cách bằng mọi giá giữ vững lấy bờ cõi như tổ tiên của chúng ta đã làm từ mấy ngàn năm nay. Nếu là trai Việt, xin hãy mơ mình là người Quang Trung và xin hãy là người Quang Trung. Nếu là cái Việt, xin hãy mơ mình là Trương Vương và xin hãy là người Trương Vương. Xin cảm ơn và xin kính chào. Năm nay một ngày nắng ấm và rất đẹp, và chúng ta một phái đoàn rất hùng hậu. Đây là một trong những lần mà đông nhất chúng ta tham dự, và càng thấy rằng giới trẻ càng tham dự rất là đông, chứng tỏ là hội nghị chúng ta vẫn luôn nhớ về quê hương và đất nước. Và chủ đề năm nay là Trưng Nữ Vương, người phụ nữ đầu tiên trên toàn thế giới là một vị vua, chứ không phải là queen nghe, một vị vương. Thành đây nói lên tinh thần bất khuất, chống ngoại xâm, chống Trung, chống Tàu Cộng, chống Trung Hoa. Và chúng ta phải noi gương này để thoát Trung và tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do. Một lần nữa, xin cảm ơn các thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Thân chúc quý vị một ngày vui, khỏe bên cạnh người thân, và nhớ luôn luôn hướng về quê hương cho một đất nước thanh bình và tự do. Và thưa quý vị, một lần nữa quý vị thấy trước mặt đây là các chị trong Hội Phụ Nữ Âu Cơ đã có mặt từ ngày hôm qua đến từ thành phố Houston. Một cái cuộc hành trình rất là vất vả, là vì ngày hôm qua bị delay hết 4 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới được thành phố Belvedere ở trong thành phố New York. Thì chút xíu nữa đây quý vị cũng sẽ thấy Hội Phụ Nữ Âu Cơ sẽ trình diễn những cái màn múa mà đại diện cho cộng đồng hy sinh của chúng ta, để nói lên cái tấm gương của hai bà Trưng đã chống lại quân giặc Tàu để mà cứu nước Việt Nam của chúng ta. Và thưa quý vị, chúng ta rất thấy tự hào là ngày hôm nay chúng ta có được hậu duệ của hai bà Trưng có mặt để mà nói lên cái tấm gương của hai bà Trưng. Tên tôi là Grace Bùi, và tôi là một người làm thiện nguyện viên với đồng bào tị nạn Việt Nam ở bên Thái Lan. Từ vì về Mỹ bất ngờ nên hôm nay thấy cái cuộc diễn hành nên Grace tới để tham dự đây lần đầu tiên. Thì thấy rất là nhiều cờ Việt Nam và rất là nhiều người mặc áo dài rất là đẹp, và Grace cảm thấy rất là vui khi mà Việt Nam của mình có thể đồng hành với những các nước khác để nói về cái nền văn hóa của nước Việt Nam. Sở dĩ ngày hôm nay anh em chúng tôi đến từ California, phái đoàn của Trung tâm Điều hợp Tây Nam Hoa Kỳ gồm có 9 người đến đây để tham dự cuộc diễn hành này. Thì chúng tôi đã tham dự nhiều lần ở tại New York này, vì mục đích của chúng tôi đến đây là để nói lên cái tinh thần của người Việt quốc gia của chúng ta sống tha hương trên đất nước Hoa Kỳ, cũng như tất cả cho các em, cũng như các vị
quê hương của chúng ta, những người dân của chúng ta từ Việt Nam qua đây, nhưng mà trẻ em thì không hiểu rõ về vấn đề người Việt Nam của chúng ta cuộc sống như thế nào, thì đó là cái lý do mà chúng tôi đến đây. Tổ quốc danh dự và trách nhiệm, đó là cái nhiệm vụ và bổn phận của chúng tôi đến đây ngày hôm nay. Vừa rồi là phần khai mạc của cuộc diễn hành văn hóa quốc tế năm 2023 tại New York. Xin kính mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi phần 2 của phóng sự tường trình toàn bộ cuộc diễn hành của cộng đồng người Việt quốc gia trên đại lộ số 6 trong buổi diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 38 vào trưa thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023.